Tôi xin chào mọi người. Ở trong video lần này, mình sẽ chia sẻ cho mọi người 5 kinh nghiệm để pha cà phê pha máy ngon nhất cho mô hình xe cà phê Mandy. Thì kinh nghiệm đầu tiên á là đối với mô hình cà phê pha máy này, các bạn phải chọn đúng loại cà phê phù hợp. Về cà phê phù hợp như nào thì đầu tiên các bạn có thể căn cứ vào màu sắc. Thì đây, mình sẽ cho mọi người xem cái màu sắc của công ty mình hay phân phối cho khách hàng nha. Thì cái màu sắc ở đây á là cái màu nâu này, với nhiệt độ ra là medium thì nó sẽ có màu nâu này. Còn đối với thị trường á, mà các bạn gặp cái trường hợp mà cái nhà cung cấp á mà đang cung cấp cho mọi người một cái màu cà phê rang đậm như vậy đó, thì nó sẽ không phù hợp với pha máy. Tại vì sao? Thì khi mà rang đậm á mà pha máy á thì cái vị nó sẽ khét, nó làm cho gắt cổ họng nha mọi người. Rồi, cái thứ hai là các bạn cần phải chọn đúng máy pha cà phê. Máy pha cà phê ở đây á, mình muốn nói tới là cái dòng máy pha cà phê chuyên nghiệp, công suất cao và pha liên tục trong 1 giờ được, để khi mà rơi vào cái thời điểm cao độ á thì các bạn không bị đứng máy, máy sẽ không bị hư nha mọi người. Thì có một số dòng máy pha chuyên nghiệp ở đây như là Gemilla này đó, Gemilla, Lamita, Casadio, Carimelli, đó là những cái dòng máy phù hợp trên thị trường. Rồi, cái thứ ba là các bạn phải chọn đúng dòng máy xay dành cho pha máy một cách chuyên nghiệp. Thì dòng máy xay pha máy á, thì cái lưỡi của nó sẽ có độ dày ít nhất là 60mm trở lên thì nó sẽ phù hợp cho mô hình pha máy nha mọi người. Và khi mà cái máy xay dành cho pha máy á thì cái độ mịn của nó mới bảo đảm được. Rồi, còn nếu mà các bạn chọn những cái dòng máy xay không phù hợp á thì khi mà xay ra á, cái bột cà phê nó sẽ không có mịn nha. Đây nè mọi người, cái bột cà phê mà khi mà xay ra từ cái máy xay chuyên dụng này nè, các bạn thấy không, độ mịn của nó rất là phù hợp nha mọi người, rất là mịn mà như vậy đó. Thì với cái độ mịn như vậy á thì khi mà pha ra á thì chiết xuất nó mới tốt được và cái lớp rama nó mới dày được nha mọi người. Và mình sẽ thử cho mọi người coi luôn. Đây, mình sẽ xay ra đúng cái độ mịn như vậy và mình sẽ pha thử cho mọi người xem coi là với máy pha xay và máy pha phù hợp này thì nó sẽ chiết xuất như nào. Về kỹ thuật pha thì mình cũng làm như bình thường thôi. Các bạn sẽ xem coi cả là cái lớp rama với máy xay và máy pha phù hợp thì nó sẽ chiết xuất nha. Đây mọi người, nó rất là kẹo nha mọi người, cái lớp rama này đó, nó rất là ok nha. Và khi mà cái lớp rama này dày á thì chứng tỏ là cái ly cà phê của bạn chắc chắn là nó sẽ ngon nha. Đây, cái lớp rama nè, nó vàng nè, rất là đẹp nha mọi người. Rồi, bước thứ tư các bạn cần lưu ý là gì? Đó chính là cách bảo quản cà phê. Cách bảo quản cà phê là như sau: khi mà các bạn cắt một cái bịch cà phê mới thì các bạn nên bỏ vô cái hũ này, ít nhất là các bạn cũng phải có một cái hũ bằng nhựa như vậy. Cắt cái bịch cà phê ra, bỏ vô cái hũ này, rồi sau đó khi mà một ngày các bạn xay xong, các bạn không xài nữa, sau khi mà sắp sửa ngưng hoạt động á thì các bạn sẽ cần phải bỏ cái bột này, bỏ cái hạt này đó, bỏ cái hạt này vô cái hũ này luôn. Bạn hình dung không, các bạn không nên để cái hạt này qua đêm nha. Tại vì khi mà để cái hạt này qua đêm á thì cái không khí từ bên ngoài xâm nhập vô, nó làm cho ỉu cà phê đi và nó sẽ chiết xuất cái lớp rama này không được dày. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Để qua đêm thì cái lớp rama này không dày, mà lớp rama này không dày á thì cà phê không ngon. Đó là cái quy trình là như vậy. Rồi, bước thứ năm, nếu như 4 bước trên các bạn làm tốt nhưng bước thứ năm này không có thì cũng đều công cốc hết. Vậy bước thứ năm là gì? Đó chính là cách làm nguội cà phê. Tại khi mà chúng ta pha một ly cà phê nóng như vậy mà các bạn bỏ đá trực tiếp vô đây thì nóng mà gặp đá thì nó sẽ làm tan cái vị đi, nó làm loãng đi. Các bạn hình dung được không? Thì chúng ta phải xử lý vấn đề này, có một cái bước trung gian từ nóng thành đá thì nó sẽ không làm bị mất vị cà phê đi. Thì các bạn sẽ phải dùng cái sucker này đó, dùng cái sucker này làm nguội cà phê đi. Rồi, bạn nào mà không biết cách làm nguội cà phê á thì có thể comment dưới video này, mình sẽ làm một cái clip hoàn chỉnh để chia sẻ cách thức làm nguội của Lyon Coffee gửi tặng cho mọi người. Rồi, và mình đã chia sẻ xong 5 bước, 5 kinh nghiệm cho
cách pha cà phê ngon cho mô hình cà phê pha máy của Leon Coffee. Bạn nào có thắc mắc gì có thể comment phía dưới, mình sẽ chia sẻ và tư vấn cho mọi người tốt nhất.